Paris, New York, London. Rất nhiều người muốn đến thăm những thành phố này để có những trải nghiệm khó quên. Nhưng bạn nghĩ sao về một chuyến đi đến những nơi kỳ lạ nhất trên trái đất? Đến ngôi làng chỉ có người nhỏ bé sinh sống hoặc thị trấn được xây bằng kim cương? Hãy theo chân tôi tới những nơi này nhé! Bạn đi bộ qua những ngọn núi đẹp như tranh vẽ ở tỉnh Vân Nam, phía Nam Trung Quốc. Bạn thích ngắm cảnh thiên nhiên xinh đẹp và thích cảnh thơ người. Mây tụ trên núi và mưa rơi trên đầu. Nơi có người sống gần nhất cũng cách đây khá xa và bạn muốn tìm một cái hang để chờ hết bão. Trong khi tìm kiếm, bạn bắt gặp một con đường dẫn bạn đến lối vào của một ngôi làng lạ. Ngôi làng có những người nhỏ bé sinh sống. Bạn hỏi mình đang ở đâu, nhưng họ không trả lời, chỉ bảo bạn nhanh lên. Bạn không thể đến trễ buổi biểu diễn được. Bạn đi sâu hơn vào làng và tìm thấy rất nhiều ngôi nhà rất nhỏ. Chúng quá nhỏ nên bạn khó có thể nhét người vừa vào ngay cả khi bạn muốn. Những ngôi nhà được xây bằng đất sét và đá, trông như những lâu đài nhỏ vậy. Tuyệt đẹp luôn! Những người nhỏ bé ra khỏi nhà và chạy nhanh về phía quảng trường chính. Bạn đi theo họ. Trên đường đi, bạn nhìn thấy những bức tượng của các nàng tiên, những con bướm to sặc sỡ và những quả bóng bạc tròn. Người dân địa phương mặc trang phục kỳ lạ, áo giáp của hiệp sĩ, váy công chúa, áo chùm hông màu xanh lá, áo choàng màu vàng. Cuối cùng bạn cũng đến được quảng trường chính và nơi trông giống như nhà hát vậy. Những người nhỏ bé đang chiến đấu bằng kiếm trên sân khấu chính, nhảy múa, hát hò kèm theo âm nhạc vui chơi. Đó là một buổi biểu diễn được thực hiện bởi cư dân trong làng. Nhân tiện, bạn nợ 15 đô vé vào cửa. Hơn 10 năm trước, doanh nhân Trung Quốc Chen Mingjing đã đầu tư 14 triệu đô để tạo ra một thị trấn theo chủ đề người nhỏ bé. Vậy là vào năm 2009, ông đã tạo ra ngôi làng khác thường này. Có khoảng 100 người sống trong thị trấn, không ai cao quá 1m3 hoặc quá 50 tuổi. Mỗi ngày nơi đây thu hút hàng trăm lượt khách du lịch. Các cư dân sắp xếp một buổi biểu diễn ngoạn mục cho họ. Mặc dù điều này làm phiền một số người, nhưng dân làng có được việc làm và điều kiện sống tốt hơn trước đây. Cư dân ở đây rất vui. Tất cả công nhân trong làng được trả 320 đô một tháng và nhận nhà ở miễn phí cùng thức ăn. Nhiều người nhỏ bé trên khắp đất nước đến nơi này để tìm nhà mới và gia đình mới khi không có nơi nào khác để đi. Điểm dừng tiếp theo của chúng ta cũng nằm ở Trung Quốc. Đây là một ngôi làng rất khác thường. Hầu như những ngôi nhà ở đây đều là biệt thự sang trọng. Máy bay trực thăng bay xung quanh như dịch vụ taxi địa phương. Một tòa nhà chọc trời 72 tầng với các tác phẩm điêu khắc bằng vàng bên trong nằm ở trung tâm của ngôi làng và hầu hết mọi cư dân đều là triệu phú. Đây là Hoa Tây, được gọi là ngôi làng giàu có nhất Trung Quốc. Với dân số 2.000 người, mỗi cư dân mới của ngôi làng này được chính quyền tặng một biệt thự lớn và một chiếc ô tô. Bên trong ngôi làng có một công viên giải trí với các điểm tham quan lịch sử. Một vạn lý trưởng thành tuy là mô phỏng, nhưng chất lượng cao và cả nhà hát opera nữa. Ngôi làng được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ một số người nhất định được phép vào thôi. Tuy nhiên, không ai hiểu lý do chính xác cho sự thành công của ngôi làng này. Cư dân không chia sẻ bí mật về đống tiền này và các nhà báo không thể vào nếu không có sự cho phép đặc biệt. Tuy nhiên, có tin chính thống cho biết ngôi làng đã đạt được sự xa xỉ như vậy vì người dân trả phần lớn tiền lương của họ cho nhà nước. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là Đức, thị trấn nhỏ Nördlingen. Thoạt nhìn, đây là một thị trấn châu Âu bình thường với kiến trúc tuyệt đẹp và những con phố nhỏ ấm áp. Nhưng nếu nhìn thành phố từ xa, như thể nó đang lấp lánh dưới ánh mặt trời vậy. Toàn bộ thị trấn nằm trong một cái hố. Cư dân trong một thời gian dài chắc chắn rằng họ đã sống trong miệng núi lửa đã tắt. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ 20, các nhà địa chất Mỹ nhận thấy rằng vùng trũng này không giống như một ngọn núi lửa. Sau khi nghiên cứu thêm, họ đã biết được bí mật của thành phố này. Một tiểu hành tinh đã rơi xuống đây khoảng 15 triệu năm trước. Tiểu hành tinh nóng đến mức các bong bóng carbon bên trong nó biến thành những viên kim cương nhỏ. Khi xây dựng thành phố này trên miệng núi lửa, mọi người không hề biết rằng họ đã xây nó bằng đá quý vì các viên kim cương hầu như không thể nhìn thấy được. Người dân địa phương không bao giờ chú ý đến thực tế là các bức tường thành phố sáng bóng một cách lạ thường dưới ánh mặt trời. Đường phố, cửa hàng, quán bar và nhà ở của thị trấn tiếp theo đều nằm dưới lòng đất. Đây là thị trấn Kuberpedi nhỏ ở Úc. Khi đến gần, bạn sẽ thấy những đường ống nhô lên khỏi mặt đất, bốc khói nghi ngút.
Có biển báo ở khắp mọi nơi cảnh báo mọi người về các lỗ không được đánh dấu. Khi đi đến, hay cụ thể hơn là vào lòng đất rồi đến bất kỳ ngôi nhà nào, bạn sẽ thấy mặt đất thay thế cho các bức tường và giấy dán tường điển hình. Nhưng đây không phải là đặc điểm thú vị duy nhất của thành phố này. Đá opal được bán trên khắp thế giới đều được khai thác ở thành phố này. Tại đây, viên opal đầu tiên được tìm thấy trong lòng đất vào năm 1915. Kể từ đó, mọi người đã đến đây để tìm kiếm những viên đá quý. Không có công ty khai thác ở đây vì bạn không thể tìm thấy opal với khoan thăm dò. Để tìm thấy chúng, bạn chỉ cần đào và tiếp tục tìm kiếm. Mọi người đến thị trấn này thuê đất, đào hố và xây nhà ngay trong lòng đất. Bạn có thích mèo không? Vậy hãy đến với đảo Aoshima, Nhật Bản. Ở đây có rất nhiều mèo, thậm chí nhiều hơn cả người nữa. Mèo có ở khắp mọi nơi và chúng sống ở đây nhờ cá. Ngày xưa, số chuột nhung nhúc nơi đây đã làm phiền các thuyền đánh cá. Vì vậy, mèo được đưa đến để chuyên tiêu diệt loài gặm nhấm. Sau đó, những con mèo định cư ở đây và đến nay, chúng được coi là cư dân chính thức của hòn đảo. Gierthorn là một thị trấn nhỏ ở Hà Lan. Theo người dân địa phương tại đây, bạn sẽ không nghe thấy âm thanh to hơn tiếng chim hót. Tất cả chỉ vì ở đây không có xe hơi. Tại sao họ cần ô tô khi không có đường chứ? Gierthorn được coi là Venice của Hà Lan. Thay vì đường bộ, người ta có các con kênh nhỏ. Cư dân di chuyển trên những chiếc thuyền nhỏ với động cơ không gây tiếng ồn. Thành phố này trông giống như một thiên đường hoặc xứ sở thần tiên vậy. Những ngôi nhà ấm cúng xinh đẹp, những cây cầu nhỏ, thảm thực vật xanh tốt và hàng ngàn bông hoa khoe sắc. Đối với thị trấn tiếp theo của chúng ta, hãy tưởng tượng bạn là một ngư dân trên hòn đảo nhỏ của Ý gần Venice. Đảo được các kênh rạch bao quanh nơi bạn bơi lội hoặc câu cá. Nhưng khi sương mù phủ trên đảo, bạn không thể phân biệt được ngôi nhà của mình với những ngôi nhà khác. Để giải quyết vấn đề này, bạn sơn nó màu hồng. Theo lời đồn, đây là lý do tại sao tất cả các ngôi nhà ở Burano đều có màu sắc tươi tắn. Những ngôi nhà ở đây được sơn màu hồng tươi, vàng, xanh lá cây, xanh ngọc và các màu khác. Hai năm một lần, cư dân lại tu sửa màu sơn trên tường nhà để duy trì vẻ đẹp của thành phố. Nếu mua một ngôi nhà ở đây, bạn phải xin giấy phép đặc biệt để sơn nó. Và màu sắc được chọn theo một hệ thống đặc biệt được phát triển từ nhiều thế kỷ trước. Không biết là nếu tự ý sơn màu nhà ở nơi này thì sẽ ra sao nhỉ? Ok, tôi sẽ thôi nghĩ tới ý tưởng đó.